ranh giới cuối cùng của Trossier. Huấn luyện viên Trossier ấp ủ kế hoạch đường dài với bóng đá Việt Nam, nhưng tham vọng ấy có thể sẽ đứt rắn giữa đường nếu như ông không thể bước qua được ranh giới thành bại. Trong trận đấu mà Việt Nam gặp Iraq tại lượt cuối vòng chung kết VCK ASEAN Cup 2023, hoài nghi về Trossier. Trước khi lên đường cùng đội tuyển Việt Nam dự vòng chung kết ASEAN Cup 2023, huấn luyện viên Philippe Trossier có trăn trở một điều trước đông đảo giới truyền thông, đó là 80% người hâm mộ không ủng hộ ông và đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp nói rằng có rất nhiều người muốn mình từ chức. Những chỉ trích và sự quay lưng của người hâm mộ có thể không phải tác động gián tiếp lên huấn luyện viên Trossier và đội tuyển Việt Nam. Nhưng làn sóng phản đối từ giới mộ điệu đương nhiên khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam không khỏi suy tư về tương lai của chiến lược gia 68 tuổi. Bởi suy cho cùng, những khoản tiền tài trợ từ doanh nghiệp vào bóng đá Việt Nam cũng giúp người hâm mộ Việt Nam cùng những chiến thắng của đội bóng áo đỏ. Trước khi vòng chung kết ASEAN Cup 2023 diễn ra, đội tuyển Việt Nam trải qua 4 thất bại sau 5 trận đấu trong tháng 10 và 11. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam thua Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc và Iraq. Nếu nhìn vào những gì đã diễn ra tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023, ngoại trừ Trung Quốc trải qua màn trình diễn bạc nhược, cả ba đối thủ còn lại đều thể hiện trình độ cao tại vòng bảng giải đấu. Ông Trossier muốn rằng đội tuyển Việt Nam cần phải gặp những đối thủ trên tầm mình như thế, bởi điều đó giúp cho những cầu thủ từ kinh nghiệm đến tài năng được va chạm, nâng cao trình độ và bản lĩnh thi đấu. Chính ông đã nói rằng không muốn Việt Nam gặp những đối thủ làng nhàng chỉ để thỏa mãn các chiến thắng từ người hâm mộ. Nhưng thực tế phải thừa nhận rằng, không phải ai trong giới mộ điệu cũng nhất quán với quan điểm ấy. Hoài nghi về một Việt Nam thi đấu bạc nhược tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023 đến từ người hâm mộ là có lý, bởi họ sợ rằng đội tuyển Việt Nam đầu không xuôi thì đuôi khó lọt. Câu chuyện càng khó hơn với ông Trossier khi Việt Nam thua tiếp Kyrgyzstan tại trận đấu tổng duyệt của giải đấu. Trossier tự bỏ qua cơ hội, nhưng đúng ở thời điểm thất vọng và hoài nghi nhất, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Trossier lại làm dậy sóng ASEAN Cup và người hâm mộ nước nhà bằng một trận đấu không ai nghĩ đến trước Nhật Bản. Gặp đối thủ thắng như trẻ tre trước thềm giải đấu, ai cũng nghĩ rằng Việt Nam sẽ trở thành rổ đựng bóng cho đại diện xứ sở hoa anh đào. Tuy nhiên, ông Trossier đã đáp trả lại một cách đầy mạnh mẽ, đúng như tuyên bố mà vị huấn luyện viên này đã khẳng định khi tham dự mặt trận đỉnh cao châu lục. Cách mà Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1 hay tổ chức phòng ngự hợp lý trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ASEAN Cup quả thực hơn cả mong đợi của người hâm mộ. Ở trên sân, những cầu thủ trẻ lẫn kinh nghiệm tự tin chơi bóng, cầm bóng và điềm đạm trong cách giữ cự ly, hình khối đội hình trước Nhật Bản. Điều đó khiến người hâm mộ bắt đầu có cơ sở về một Việt Nam thực sự đã mạnh mẽ hơn sau những lần trui rèn ở giai đoạn tiền giải đấu. Nút thắt về sự kỳ vọng lẫn áp lực dành cho Trossier bắt đầu cởi bỏ. Niềm tin dành cho vị chiến lược gia người Pháp tăng lên đáng kể giữa hai mốc trận đấu gặp Nhật Bản và Indonesia. Chỉ cần một trận đấu hay trước Indonesia thì chưa cần biết việc có thể đi tiếp ở ASEAN Cup hay không, huấn luyện viên Trossier sẽ nhận được ủng hộ lớn hơn từ giới mộ điệu. Song ông Trossier đã cầm vàng rồi lại để vàng rơi. Chính xác hơn, ông đã tự mua dây buộc mình bằng một trận đấu đầy rẫy những dấu hỏi. Đỗ Hùng Dũng, cầu thủ chơi hay trong trận Việt Nam gặp Nhật Bản không được đá chính. Thậm chí trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở tuyến giữa, ông Trossier vẫn nhất định không đưa anh vào sân. Điều đó khiến người hâm mộ buộc phải đặt dấu hỏi về việc Hùng Dũng gặp vấn đề gì, mà nhà cầm quân người Pháp không tạo điều kiện để anh vào sát cánh với những đồng đội của mình. Thêm vào đó, cách nhập cuộc bị động cùng sự ứng biến thiếu linh hoạt của ông Trossier khiến đội tuyển Việt Nam bế tắc trong nhiệm vụ có bàn thắng vào lưới Indonesia. Một trận đấu mà Việt Nam thua thiệt về đấu tay đôi, nhạt nhòa trong phương án chơi bóng, thiếu ý tưởng ở cách vận hành tấn công. Điều đó khác hoàn toàn với tham vọng biến đội tuyển Việt Nam trở thành một tập thể chủ động, linh hoạt trong các phương án phòng ngự, phản công và nhạy bén trong tính toán ở các phương án kiểm soát thế trận mà huấn luyện viên Trossier từng nói. Đương nhiên, trận thua trước Indonesia khiến huấn luyện viên Trossier mất rất nhiều. Một mặt, đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi ASEAN Cup 2023, đối diện cảnh bị đá văng khỏi top 100 châu Á. Mặt khác, hệ tư tưởng về một Việt Nam giàu sức chiến đấu và bản lĩnh khi gặp các đối thủ mà ông Trossier liên tục chia sẻ đã không được cụ thể hóa. Trong một trận đấu mà đáng ra ông không được phép thua. Cần nói thêm, người tiền nhiệm Park Hang-seo rất biết cách để cùng đội tuyển Việt Nam thắng trận đấu nào được coi là then chốt. Nhưng ông Trossier lại không có được sự nhạy cảm như vậy. Đó từng là một vấn đề lớn khiến vị huấn luyện viên người Pháp không còn có được thành công trong suốt hơn 10 năm qua. Khi liên tục câu chuyện bổ nhiệm rồi sa thải diễn ra trong thời gian chóng vánh, ranh giới mong manh, mọi thứ đều phải dựa trên kết quả. Huấn luyện viên Trossier đối diện trận đấu với đội tuyển Iraq bằng một ranh giới mong manh. Ở đó, thất bại trước Iraq hùng mạnh đương nhiên lớn hơn nhiều so với cơ hội tìm kiếm chiến thắng. Ở đó, với lực lượng bị sức mẻ và tổn thương quá nhiều,
Hy vọng về một màn trình diễn đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam trước Iraq cũng rất khó xảy ra. Sau khi tự tước đi cơ hội, ông Trossier đang đối diện với phần thua nhiều hơn thắng. Thua ở đây không hẳn chỉ là một trận đấu, đó còn là nguy cơ về việc ông có thể bị sa thải ngay trong tháng 1 này. Khi niềm tin của người hâm mộ dành cho ông đã cạn kiệt và những chỉ trích đã gia tăng lên trông thấy. Có một thực tế rằng, năm 2017, khi huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng từ chức vì thất bại của U22 Việt Nam, tại SEA Games sau khi bị U22 Thái Lan đánh bại 3-0 ở lượt cuối, làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ cũng không lớn đến như thế này. Dưới bàn tay của ông Trossier, U22 Việt Nam không thể bảo vệ huy chương vàng thành công. Ông cũng không thể giúp đội tuyển Việt Nam đi tiếp tại ASEAN Cup. Thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA cài số lùi. Tai hại hơn, những thất bại chí mạng ấy lại đến từ việc thua Indonesia, đối thủ từng khiến nhiều huấn luyện viên tiền nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam bị sa thải. Ông Trossier quả thực có nhiều hoài bão với bóng đá Việt Nam. Ông tin rằng vào tháng 4 tới, khi trở lại Qatar, bản thân vị huấn luyện viên này cùng với U23 Việt Nam có thể làm nên chuyện tại vòng chung kết U23 châu Á. Nhưng thời gian dành cho ông sẽ được định đoạt bởi trận đấu mà đội tuyển Việt Nam bất lợi hơn nhiều so với Iraq. Tham vọng về một lực lượng trẻ, đủ sức đi đến tầm thế giới, thông qua Olympic Paris 2024 của ông Trossier có lẽ lại dở dang. Giống như cách mà nhà cầm quân này phải chia tay đội tuyển trẻ Việt Nam cách đây không lâu trong tiếc nuối. Nhưng lần đó là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Còn hiện tại, ông Trossier có lẽ nên trách bản thân mình, khi sự nhạy bén không còn hiện diện nơi vị huấn luyện viên đã sắp 70 tuổi. Dù rằng, nhiệt huyết trong ông vẫn còn đó. 7 ngôi sao báo tin vui cho huấn luyện viên Trossier. Một loạt ngôi sao tuyển Việt Nam đều đã bình phục để quay trở lại tập luyện và thi đấu ở câu lạc bộ chủ quản. Tại ASEAN Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bảng sau 3 trận toàn thua. Một phần nguyên nhân dẫn tới thất bại này là việc huấn luyện viên Trossier không có được lực lượng tối ưu do cơn bão chấn thương tàn phá đội hình. Hiện tại, Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Trung, Đoàn Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng đều đã bình phục để quay trở lại tập luyện và thậm chí đã thi đấu giao hữu. Đây là tin rất vui với chiến lược gia người Pháp, bởi với 7 ngôi sao này, đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn chất lượng cho hai trận quyết đấu với đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3. Mục tiêu của đoàn quân áo đỏ ở cuộc tái đấu Indonesia là có trọn 6 điểm để rộng cửa đi tiếp ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, hai trận đấu lần lượt trên sân Gelora Bung Karno vào ngày 21 tháng 3 và Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3 hứa hẹn đầy khó khăn. Bởi Indonesia đã rất khác sau sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ nhập tịch cộng với tâm lý đang lên sau bước tiến tại ASEAN Cup. Thất bại tại ASEAN Cup 2023 vừa qua khiến huấn luyện viên Philip Trossier chịu áp lực lớn từ truyền thông và dư luận. Chuyện có tiếp tục hợp đồng với nhà cầm quân người Pháp hay không đang được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Đại diện VFF cho biết giờ chưa phải thời điểm xét lại hợp đồng với huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nam, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho ông Trossier hoàn thành nhiệm vụ ở các giải đấu trong năm 2024. Mưa thắng tiếp đội tuyển Việt Nam, Indonesia nhập tịch thêm 4 cầu thủ Hà Lan. Bóng đá Indonesia đang gấp rút hoàn tất thủ tục nhập tịch thêm 4 cầu thủ người Hà Lan trước hai trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026. Trận thắng 1-0 ở vòng bảng ASEAN Cup 2023 giúp đội tuyển Indonesia lần đầu tiên thắng đội tuyển Việt Nam sau 8 năm chỉ biết hòa và thua. Sau khi đã phá rớt thành công nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ từ châu Âu, bóng đá xứ vạn đảo muốn tiếp tục kéo dài thành tích này, đồng thời tiến gần tới đấu trường World Cup. Trong tháng 3 tới, Indonesia sẽ đá hai trận liên tiếp với đội tuyển Việt Nam vào các ngày 21 và 26. Đoàn quân của huấn luyện viên Sinteyong đặt mục tiêu giành 6 điểm để sáng cửa hơn vào vòng loại cuối cùng. Theo tờ Bola, để củng cố thêm sức mạnh đội tuyển, liên đoàn bóng đá nước này đang gấp rút nhập tịch thêm 4 cầu thủ người Hà Lan là Ragnar Oratmenwan, Nathan Zou Aon, Tom Hay và Martin Bates. Cả 4 cầu thủ này đều có ông bà nội gốc Indonesia. Đây là những sự tăng cường trải đều các tuyến gồm thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Trong đó, Tom Hay đang là trụ cột của sáng chế Herenveen tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, tiền đạo Ragnar Oratmenwan cũng đang chơi ở giải Hà Lan. Hậu vệ Nathan Zou Aon thuộc biên chế của Swansea đang thi đấu ở Herenveen theo dạng cho mượn và thủ môn Martin Bates khoác áo Dallas ở giải nhà nghề Mỹ. Nếu điều này xảy ra, đội tuyển Indonesia sẽ có tổng cộng 12 cầu thủ nhập tịch, nhiều nhất Đông Nam Á và thậm chí là cả châu Á.